Vâng, Cờ Mido xin mến chào toàn thể các bác nhé. Và một video clip trong ngày hôm nay, em trân trọng được giới thiệu cũng như quảng bá đến toàn thể anh em một mẫu thiết bị để cho bác có thể nâng cấp cho bộ dàn và cho bác nghe nhạc hay hơn. Đó là mẫu lọc xì Debix 221 phiên bản chuẩn loại 1 sản xuất ở Trung Quốc. Số lượng về đấy các bác nhé. Về rất nhiều phụ các bác anh em, hàng mới tinh nguyên hộp shop. Thì báo cáo bác thì trên thị trường thì cũng có rất nhiều các dòng lọc khác nhau, nhưng để một dòng lọc mà về độ hay và chất lượng thì phải đánh giá rất là cao đối với dòng lọc này. Vì những dòng lọc này đã được bán từ ngay ngày đầu trên kênh YouTube bắt đầu bán hàng, và ngay ngày đầu khi những sản phẩm hàng loại 1 Trung Quốc về cách đây khoảng 4 năm rồi, phụ bác anh em. Đây là dòng lọc phân khúc 3U các bác nhé, size 3U, 62 cần gạt với rất nhiều các chế độ chỉnh, từ phần gain, từ phần input, rồi là phần tăng giảm, phần ở đây này, tăng giảm, cắt giảm tần số thấp này, và tăng giảm gain, ranger là già tăng giảm tần số cao lên đấy. Và đối với đây là phân khúc lọc cho chất âm rất là hay và tầm tiền. Thì đối với sản phẩm lọc xì Debix này thì nó rất có nhiều phiên bản, như phiên bản lọc xì 215, 215S, 231, 231S, 232, 1231 là những phiên bản đời dưới đối với phiên bản này. Nếu trong của Debix thì đây là phiên bản cao nhất rồi các bác nhá, cao nhất rồi. Thiết kế mặt ngoài là sử dụng lúm cao su. Đúng xem. Lúm cao su các nhá. Lọc xì là một thiết bị gần như không thể thiếu đối với những tín đồ như các bác hay nghe nhạc mà cần giải nhạc của mình nó lên cao hơn, trong trẻo hơn, bát chép tí tách hơn, thì lọc xì sẽ đáp ứng được cho các bác. Gần như là ngoài tính năng nó gần như đầu giải mã ra thì nó thêm một tính năng nữa như em nói rồi, đó là cải thiện nhạc rất là nhiều. Dù kẻ bác có sử dụng một con vang cao cấp đắt tiền đến đâu nữa thì nó không thể bằng một chiếc EQ rời để các bác đấu đằng trước xử lý phần nhạc được các bác nhé. Thì quay vào phía trong thì bởi vì phiên bản loại 1 chuẩn của nó sử dụng, điều quan trọng khi bác nhìn này đó là vỉ mạch nó hai vỉ, gọi vỉ dán một mặt nhá, là hai vỉ, phía sau cũng phải sử dụng hai vỉ, và cái phiên bản đủ của nó là phải sử dụng 24 IC vỉ các bác nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, đấy các bác có thể đếm được đúng không ạ. 24 IC vỉ xử lý tín hiệu cho tất cả các giải tần gạt EQ này đó. Và sử dụng bên trong của nó là sử dụng là hai nguồn tăng phô liền các bạn, ở ngoài là hộp bọc nhiễu các bác nhé. Mẫu lọc có thể nói là chất trong tầm tiền mà hay. Còn đây là một mẫu lọc huyền thoại đối với đơn vị Hiếu Minh Auto, cũng như là các bác nào hay mua sản phẩm lọc để nâng cấp cho bộ dàn, nhất là những con lọc này có nâng cấp cho âm ly này, nâng cấp cho những chiếc băng cơ này, hoặc các bác mở những bộ dàn sau này hiện đại thì anh em đi dàn nhạc mà cần nhạc nó hay hơn, bốc hơn, thì con lọc này sẽ chi tiết, chỉnh chi tiết hơn cho lưng nhá. Lưng là chỉ chỉnh khuếch đại chung cho bát chung chép, còn lọc thì sẽ chỉnh chi tiết từng cần hơn, lên tính nhạc nó hay hơn nhiều. Đó. Phía sau của nó sử dụng đến 6 cầu da các bác nhá, gồm 2 cầu da bằng ca lông đây, và 2 cầu da bằng 6 ly output, và 2 cầu da nữa nó bằng rắc mình đấu dây như kiểu dây loa đấy, âm dương bên này cũng vậy, sử dụng cầu kẹp âm dương và sử dụng 2 lưu trích tín hiệu vào và tín hiệu vào bằng ca lông. Rất nhiều thì nó sử dụng nhiều tín hiệu ra và tín hiệu vào, như vậy thì nó đồng nghĩa với xử lý để các bác có nhiều tín hiệu để xuống, vụ trường hợp nhưng dùng để 4 kênh hay xử lý linh ra một số nhiều đường khác thì nhiều tín hiệu ra này sẽ đáp ứng được cho bác với những bộ dàn lớn và linh được nhiều tín hiệu không nhá. Quyết quay cho anh với, quay cho anh con lọc này, quay ra mặt trước này. Rồi. Thì một video thông báo thứ nhất hàng về, cái thứ hai có review chi tiết đối với các bác đối với lỗ lọc này. Nó một lỗ lọc có thể quá quen thuộc các bác rồi. Thì cũng như các bác cũng anh em có nhu cầu đến sản phẩm lọc thì liên hệ trực tiếp bên đơn vị Hiếu Minh qua những số điện thoại hotline đây, hoặc đến cơ sở bên Hiếu Minh ở miền Bắc Hà Nội là 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, ở miền Nam cơ sở là 76A Lũy Văn Bích, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh các nhá. Thì tại hai cơ sở này đều có trả góp cho các bác anh em. Anh em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên đơn vị em. Còn hiện tại em đang quay ở kho. Như vậy thì đơn vị em là đơn vị vừa bán buôn lẻ nên số lượng hàng về nhập rất là nhiều thực tế cho các bác tại kho của Hiếu Minh Auto. Và xin chân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.